Xin chào anh em các bác chú, à, chào mừng anh em các bác chú đã đến với kênh YouTube của em duy đồng hồ. Video ngày hôm nay thì em đồng hồ sẽ lên cho anh em một cái khai hàng sản phẩm đồng hồ mà bên em mới mới về luôn anh em nhé. Ở à, đây này, anh em mới về hàng nên là đồng hồ nó vẫn còn ở nguyên trong khai như thế này. À, anh em và các chú nào mà quan tâm đến những cái dòng sản phẩm trong video ngày hôm nay thì chúng ta có thể liên hệ sớm nhất qua hotline là 0347 808 219 hoặc là liên hệ trực tiếp qua ZANO qua số máy này luôn để đặt hàng nhé ở đây thì em có 5 chiếc điều này hàng mới 100% hộp sổ thẻ em có đầy đủ nên là anh em và các chú cứ yên tâm. đây chúng ta sẽ có tổng cộng 5 chiếc với hai chiếc orange moshi à, bản mặt xanh bản mặt xanh này mặt xanh deep blue xanh đen đấy và ở đây thì em lại về thêm được cho anh em là hai chiếc nữa đến từ cái dòng Orange Moon Gen 5 bản mặt xanh nhá. Mặt này thì cái màu này thì nó là cái màu uh, trái hàng bên em rồi. Đó, hôm nay thì em lại về thêm được nhưng, nhưng mà cái số lượng hàng nó không có quá là nhiều. Em về được hai chiếc nhá. Đó, em về được hai chiếc Orange Moon Gen 5 mặt xanh cho anh em xem qua và cô chú tham khảo về cái mức giá đối với cái dòng sản phẩm này. Và một chiếc nữa em về uh, nói chung là cũng rất là lâu rồi thì em mới cập bến được. Đó là một chiếc Orange à xin các bác một chiếc Seiko Uh, SRI 053 uh, phiên bản nộ cơ máy 4R của nhà Seiko uh, rất là đầm và khỏe nhé uh, đối với dòng sản phẩm này, uh, ở đây em đã có 5 chiếc thì sẽ giao lưu cho anh em uh, về cái mức giá nhé. Đối với cái dòng đầu, tiên em sẽ nên cho anh em là hai chiếc dòng Orange Smoothicon đi. Đó hai chiếc, hàng mới 100% luôn, em vừa mới về luôn anh em nhé. Hàng này em vừa mới về luôn nên video luôn cho anh em xem qua này. Ở đây thì em đang có hai chiếc Orange Smoothicon mặt xanh. Đó, mặt xanh nộ cơ, và có kim dây rốn được đặt riêng ở góc hướng 6 giờ Với em này thì em sẽ đo qua cho anh em về cái phần sai mặt Và sẽ báo cho anh em về cái mức giá chuẩn nhất thời điểm hiện tại này anh em nhé trước uh, này thì sẽ có size là size 41 Và độ dày đây em có là 11.1 Cùng với đó là cái phần càng của chiếc này thì nó rơi vào là 48 Thì đối với em này thì hiện tại nhé Em sẽ để cho anh em một cái mức giá giao nư hữu nghị cho anh em uh, Đợt cuối năm này mức giá là 5 triệu uh, 500 nghìn cho phiên bản này anh em nhé hàng mới luôn nhá, hàng mới 100%. trăm. À, đối với bản này thì em đã có hai chiếc nên cho anh em. Anh em xem qua cổ tay của em 16 nên với size là size 41. Anh em cứ cân đối size tay của mình, thật sự là đeo nếu như mà anh em cân đối được mức giá này, size tay thì cứ liên hệ sớm à, đặt hàng để em gửi đi cho anh em nhận trước Tết nhá, tại vì là đến cái dịp cuối năm này thì hàng nó cũng rất là chậm thôi. À, rất là chậm để đến tay khách hàng, đặc biệt là các bác ở trong uh, miền trong như là miền Nam hoặc là miền Tây. Đó các bác thật sự là địa cái cái vị trí địa lý nó khá là xa nên là khi mà bên em gửi hàng đi đợt này thì thứ nhất là bên bưu điện hay là bên uh, giao hàng tiết kiệm thì người ta cũng đã ngừng nhận đơn rồi. Hiện tại thì em đang gửi theo uh, theo Post cho anh em. Đó, để cho anh em làm sao là gửi theo cái đường bay, làm sao cho anh em nào nhận nhanh nhé, nhận, nhận nhanh nhất nhé để uh, nên tay trước Tết. Rồi, uh, do sản phẩm này sẽ bảo hành cho anh em chú 5 năm. Đối với năm đầu tiên thì sẽ hỗ trợ cho anh em chú 100% chi phí spa làm đẹp đánh bóng lại đồng hồ. À, hay là về à, kể cả, xin lỗi các bác, là 100% về máy móc kể cả do những người dùng từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chú 50% chi phí nhé à, Bản này thì sẽ có được trang bị một bộ mặt kính sapphire nguyên khối cho anh em dạ quang đầy đủ hỗ trợ nhìn đêm vừa của nhà Oren à, phiên bản máy cơ automatic này thì chúng ta sẽ có hỗ trợ có tay nên có tự động cũng như là kênh stop dừng kim giây khi chỉnh giờ với cỗ máy ở đây thì em có là cỗ máy này F6S2 được trang bị ở trên chiếc này và đặc biệt thì chúng ta sẽ có một cái vòng nộ cơ uh, Open heart được đặt ở riêng ở góc hướng 9 giờ đây cho anh em nhé. Được đặt riêng luôn ở góc hướng 9 giờ này, nhìn rất là đẹp luôn. Với cái phần viền nộ cơ này thì chúng ta có thể là nhìn xuyên về cái phần mặt sau đái luôn. Đó và kim dây của chiếc này nó sẽ được đặt riêng ở góc hướng 6 giờ cho anh em, mặt dial màu xanh đen. Đó, mặt đều màu xanh đen. Cam kết cho anh em là hàng chuẩn Nhật nội địa nhá. Trước này thì em cam kết cho anh em luôn. Tất cả những cái phiên bản mà bên em bán ra thì sẽ cam kết cho anh em hàng chuẩn Nhật nội địa chính hãng 100%, làm sao cho anh em lên tay chơi thoải mái luôn. Đó, chúng ta sẽ có viền benzen đánh bóng này, kính sapphire chống xước này. Đó, kính sapphire chống xước, phần càng thì sẽ có thiết kế chi tiết đánh bóng cho anh em các chú được chưa ạ? Rất là đẹp nhá. Ở bên góc hướng 3 giờ thì chúng ta sẽ có một cái phần núm chỉnh của nhà Oren và chúng ta sẽ có hỗ trợ có tai nên có tai này nên có tự động cũng như là cái stop rồi khi dây khi chỉnh giờ hiện tại thì cỗ máy của chúng ta nó đang hoạt động rồi à, bộ kim của chiếc này thiết kế to bản nhé và có dạ quang ở rãnh ở trên uh, giữa thân kim với cái dạ quang này thì hỗ trợ nhìn lên tốt rất là tốt cho anh em này à, về phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái chi, chi tiết là mặt đáy hở với cỗ máy này f 6 s 22 hai à, chiếc này nó sẽ cạnh tranh với cái dòng Seiko máy 4 r nó sẽ có là 24 chân kính, 21 6 tần số dao động và chữ có tối đa khoảng độ tầm 41 giờ. Hàng sẽ là hàng chính hãng Made in Japan nhé cỗ máy F6S2 này có từ xí tuần trường nước 53, tương đối với 100m nước Epson, công ty mẹ của Ren và Stainless Steel, thân thiết không dỉ Với chiếc này thì nó vẫn là thân thép không dỉ 316, chống mài mòn, chống sức xăm và chống oxy hóa rất là tốt Được trang bị thêm cho anh em một bộ dây thép đúc nguyên khối cho anh em nhé Mức giá của em này thì giao lưu cho anh em hữu nghị Cuối năm rồi thì em chỉ có hai chiếc để cho anh em mức giá là 5 triệu 500 000 cho phiên bản này. Thật sự là rất là hời cho anh em với cái phiên bản hai phiên bản này nhé Em đã có hai chiếc. Uh, hai chiếc mặt xanh đen. Đó, mức giá là 5 triệu 500 000 free ship toàn quốc cho anh em với chú lên tay thoải mái luôn. Anh em với chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ nhá. Rồi, uh, sản phẩm tiếp theo thì em có là hai chiếc nữa của nhà Oren. Trước này thì em có là hai chiếc Oren Sun Moon Gen 5 mặt xanh đen. Uh, hai chiếc này có thể nói là hai cái chiếc có thể nói là bán cực kỳ là chạy ở bên em anh em ạ. À, mức giá rẻ nhá, mức giá chỉ có 5 triệu thôi mà chúng ta đã sở hữu được một em Orange Sun and Moon. À, với một cái chi tiết em thấy là cái dòng Orange Sun and Moon Gen 5 này này thì nó có một cái chi tiết nó thiết kế nó gọn hơn cái dòng Gen 3 và Gen 4 và anh em chuộng hơn rất là nhiều bởi vì là nó gọn và cũng có rất là nhiều anh em tai không to ấy, cổ tay không to và muốn chơi cái dòng Sun and Moon thì chúng ta có thể tham khảo qua với cái dòng Gen 5 này nhá. Gen 5 thì em thấy là nó đẹp. Chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Sun and Moon ở cửa sổ báo Uh, giờ ngày và đêm như thế này và chúng ta sẽ có nịch ngày nịch thứ đầy đủ hết cho anh em một cái chi tiết rất là đẹp mức giá để cho anh em đồng giá hai chiếc này với mức giá là 5 triệu nhá em để cho anh em hai chiếc này là mức giá là 5 triệu tròn uh, sẽ là kính sapphire mặt màu xanh kim cọc trắng bạc rất là đẹp và khỏe khoắn nam tính cho anh em thiết kế ba kim một nịch chúng ta sẽ có nịch ngày và nịch thứ đầy đủ cho anh em và sẽ có là uh, ô cửa sổ sun and moon và dòng chữ là Made in Japan cỗ máy F6B2 À, với cái cỗ máy này thì hỗ trợ nên có tay nên có tự động Cũng như là dừng kim dây khi chỉnh giờ đầy đủ hết cho anh em có chú luôn Mặt kính trang bị bột bộ mặt kính sapphire anh em Chả thoải mái cho em nó không bị xước đâu Mặt kính này mặt kính sapphire chống xước tuyệt đối gần như là tuyệt đối cho anh em nhé Benzen đánh bóng phần càng phai xước này sẽ có dừng kim dây khi chỉnh giờ và sẽ có nên có tay máy cự automatic sẽ có nên có tay nên có tự động đầy đủ hết cho anh em đây rất là đẹp anh em nhé em sẽ chỉnh qua cho anh em xem qua này Bộ kim cào của chiếc này thì nó được thiết kế theo một cái bộ kim đao anh em ạ rất là bóng và sáng luôn cái bộ kim được thiết kế hoàn toàn bằng thép Đó, rất là đẹp và sáng cho anh em nhé mức giá chỉ có 5 triệu chiếc này thôi 5 triệu free ship toàn quốc bảo hành chính hãng cho anh em 5 năm từ năm đầu tiên hỗ trợ cho anh em 100 phần trăm chi phí về máy móc và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chú 50 phần trăm chi phí sửa pan làm đẹp đánh máu lại đồng hồ cũng như là lau dò định kỳ cho máy được chưa anh em hàng này hàng mới chuẩn nhật nội địa mã của em này là rn gạch ak 0303 n cho anh em uh, mức giá tốt nhất hữu nghị chơi tết em này thì sẽ có mặt đáy hở vẫn là cỗ máy f6b 24 sẽ có này 22 22 chân kính, 21 6 tần số dao động và chữ có tối đa khoảng độ tầm 40 giờ cho anh em. Sẽ có chống nước 53 tương đương với 50 m này, stainless steel tương đương công sĩ, front crystal, Epson và hàng là hàng Made in Japan cho anh em. Nên tay cực kỳ là chuẩn form với chiếc này nhá. Em này thì sai khoảng độ tầm size, đây em sẽ đo luôn cho anh em về cái phần form size của chiếc này. Chiếc này thì sẽ là size 41.6 và độ dày đây em có là 13. Thì anh em cứ lên cổ tay cho em anh em ướm nhá cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 16 thì nên tay chiếc này rất là đẹp rồi với cái dòng Orange Salimun Gen 5 một cái phiên bản có thể nói là màu nó tươi và nhìn nó sáng rất là sáng luôn dành cho anh em là thích một cái thiết kế trang nhã lịch sự mà nó không quá là to phù hợp với cái cổ tay của mình để anh em có thể là lên tay với chiếc này đó hàng rất là đẹp và chuẩn chỉnh hết chính hãng cho anh em cho anh em đi trách hãng toàn quốc luôn anh em với chú nào mà nếu như mà không tin đây là hàng chính hãng nội địa Nhật thì cứ khi mà nhận hàng anh em còn nghi ngờ thì cứ check hãng thoải mái bên em thì sẽ có cam kết trách hãng toàn quốc Đó. hàng thì chuẩn. đợt tới này thì uh, nô hàng về thì có thể nói là đây cái nô hàng um, hiếm cuối năm rồi Đó, nô hàng cuối cùng ở trong năm nay uh, theo cái lịch âm ấy. thì uh, anh em cứ liên hệ sớm thì để cho anh em một cái mức giá giao lưu hữu nghị nhất cho anh em lên tay đối với những dòng sản phẩm này và một chiếc cuối cùng trong video ngày hôm nay em về là một chiếc uh, seco anh em nhé một chiếc Seiko à, chiếc này là Seiko mã này là năm 053 cho anh em với chú nhé đây em sẽ soi qua cái mặt cho anh em xem qua mặt số rất là đẹp luôn trẻ cực kỳ luôn à, em này thì sẽ có một cái bộ mặt đen màu đen piano và kim cọc màu trắng bạc và sẽ có nộ cơ ở góc hướng 9 giờ này cho anh em này size của em này nói chung là size form size thật sự là rất là dễ đeo và chuẩn này em sẽ đo qua cho anh em form size của chiếc này thì nó nó rơi vào đâu có khoảng độ tầm size 42 và độ dày ở đây em có là 11.8 nhá. form size 42 thì yêu cầu cổ tay của anh em cái phần mặt của nó hơi to nhưng mà cái phần càng của nó bù lại thì nó ngắn rồi nó không có quá là dài nên là cổ tay của anh em kể cả 15.5 thì nên tay chiếc này cũng rất là đẹp như cổ tay của em là 16 nhé cổ tay 16 thì nên tay chiếc này nói chung là cũng rất là chuẩn form và dễ đeo rồi đó như anh em nhìn cái phần càng của nó nó vẫn nằm ở khít ở trong cái phần cổ tay nó không bị bị nhôi ra đó anh em xem qua nộ cơ góc hướng 9 giờ cho chúng ta cái phần uh, open hết rất là khỏe khoắn và nam tính với cỗ máy của chiếc này là cỗ máy là 4R38 và sẽ có là dòng chữ max in Japan cho anh em à, mức giá để cho anh em chiếc này là mức giá em sẽ để cho anh em là 5 triệu 600 nghìn cho một phiên bản hàng mới nhé đợt trước thì uh, mức giá nó nó rẻ hơn nhưng mà đợt này thì nó bên nhật đầu tiên nhật bắt đầu nó tăng lên nên là nó kéo theo là mức giá của những cái dòng sản phẩm mua từ bên nhật về nó cũng kéo theo nó tăng lên cho anh em một cái thiết kế em thấy là chiếc này nó thiết kế đơn giản nhá nó không quá là cầu kỳ thiết kế là ba kim và một ô nộ cơ thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết đánh bóng và phay xước ở cái phần viền và phần càng cho chúng ta đó rất là dễ đeo và mặt kính được trang bị một bộ mặt kính sapphire nguyên khối chống chảy xước tốt cho anh em và hàng sẽ là hàng made in Japan và bên cạnh thì chúng ta sẽ có là núm chỉnh sẽ có logo chữ S của nhà Seiko trước này thì sẽ là máy cơ automatic hỗ trợ có tay nên có tự động cũng như là dừng kim dây khi chỉnh giờ đầy đủ hết cho anh em và chú luôn à, vì em này thì sẽ không có nịch nên là chúng ta cũng rất là dễ để chỉnh thôi chúng ta chỉ cần rút ra một nấc để chúng ta chỉnh giờ thôi và dừng kim dây khi chỉnh giờ thì chức cái chức năng này nó cũng là một cái chức năng rất là quan trọng ở trên cái đồng hồ đây tức là khi mà chúng ta chỉnh thì cái phần kim dây này nó sẽ đứng yên lại đó. và phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt đáy búa vang mạ một cái tông màu vàng hồng rất là sang với cỗ máy 4R38 dòng chữ Seiko Tham với 24 chân kính 21.600 tờ số lao động và chữ có tối đa khoảng độ tầm 41 giờ cho anh em nhé sẽ là uh, chống nước thông số chống nước 100m cho chúng ta đi mưa tắm giặt ở tay bơi nội thoải mái này hàng này hàng nội địa Nhật Max Japan và đầy đủ hết cho anh em cùng với đó là thân thép không dỉ 316 chống mài mòn chống sốt giam và chống oxy hóa rất là tốt đó. Dây thì sẽ được trang bị một bộ dây thép đúc hoàn thiện ba dạng chỉ phai xước cho anh em và hoàn toàn là còn siêu nên là anh em và các chú cứ yên tâm và sử dụng thôi. À, đối với cái dòng sản phẩm này thì để cho anh em mức giá là 5 triệu 600 nghìn anh em nhé. Thật sự là một cái mức giá hời nhất cho anh em trong cái nô hàng có thể nói là rất là may mắn thì khi mà em về em đặt sớm nên là cái giá nó nó chưa nên cao nhưng mà đợt tới thì em đặt hàng về thì giá nó sẽ nên rất là cao nên là anh em nào mà muốn nhận hàng trước tết hay là muốn một cái mức giá tốt nhất thì cứ liên hệ sớm nhất để đặt hàng à, với những cái mã sản phẩm đồng hồ trong video ngày hôm nay à, tổng cộng em đang có 5 chiếc anh em nhé cảm ơn anh em rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn